Chào mừng mọi người đến với Grand Marina Sài Gòn, căn hộ hàng hiệu được bảo chứng bởi thương hiệu Marriott, và mình là Hải Đường đến từ Sun Home Việt Nam. Xin chào anh chị các bạn. Thì hôm nay Hải Đường xin mời anh chị các bạn cùng với Hải Đường tham quan một căn hộ một phòng ngủ tại Grand Marina Sài Gòn. Đây là một phòng ngủ có diện tích 58 m², căn hộ mẫu được đề co full nội thất, nằm tại tầng 26 và sở hữu tầm view tuyệt đẹp. Tại Grand Marina thì chúng ta sẽ có 4 dạng căn hộ: một phòng ngủ nè, một phòng ngủ cộng, và chúng ta sẽ có đù kỳ và căn hộ 3 phòng ngủ. Và hôm nay là căn một phòng ngủ, thì mọi người có thể thấy là Đường đang đứng ở đây là không gian phòng khách. Căn hộ này đã được đề co full nội thất. Ở đây là không gian mọi người đang bước vào nhà nhé. Thì khi mọi người mới bước vào cửa ở đây thì chúng ta sẽ gặp không gian bên đây sẽ là không gian nhà bếp. Không gian nhà bếp được thiết kế nhỏ gọn, tinh tế nhưng vẫn đầy đủ các công năng. Và mọi người có thể thấy phía đây là chúng ta sẽ có một không gian gần như là bếp mở. Thì hệ thống tủ bếp tại Grand Marina Sài Gòn theo chuẩn của Marriott sẽ được thi công ở bên châu Âu, sau đó sẽ được nhập nguyên cái tủ bếp này về Việt Nam và lắp đặt bởi các chuyên gia của Marriott. Thì ở đây chúng ta sẽ có một chiếc bồn rửa nha, nhỏ ở đây. Phía đây chúng ta sẽ có lò nướng nè, bếp và máy hút mùi đến từ thương hiệu Bosch, và tất cả các cái trang thiết bị phụ kiện của tủ bếp đều được nhập khẩu từ châu Âu, đến từ các thương hiệu châu Âu hết. Thì ở đây chúng ta có IFO này, thương hiệu phụ kiện tủ bếp đến từ châu Âu. Với căn một phòng ngủ á, thì chúng ta sẽ được bàn giao các thiết bị vậy thôi, sẽ không có máy rửa chén nha mọi người. Bên đây thì chúng ta sẽ có máy rửa chén đấy nha mọi người, đến từ thương hiệu Bosch. Và phía sau cánh cửa bước vào nhà chúng ta sẽ có tủ lạnh ha. Rồi mời mọi người khám phá tiếp không gian bên đây. Thì các chuyên gia thiết kế đến từ Marriott họ rất là tinh tế, họ luôn tận dụng tất cả các không gian trong nhà để chúng ta có thể làm tủ, để đồ ha, để nó cảm giác như nó vẫn là cái hành lang đi vào, và chúng ta lại có thêm hệ tủ để đều đồ. Rồi phía đây chúng ta sẽ có máy giặt, máy sấy nha. Tại Marriott thì đa số chúng ta sẽ cư dân sẽ là dùng máy giặt, máy sấy chứ không có phơi quần áo. Ok, mời mọi người tiếp tục vào không gian bên đây. Thì bên đây thì các chuyên gia Marriott họ tận dụng không gian này để làm không gian chiếc bàn ăn nhỏ. Với căn một phòng ngủ thì sẽ rất là phù hợp với các chuyên gia nè, các anh chị Việt kiều nè, các anh chị vợ chồng trẻ ha, chúng ta chưa có con. Thì với các chuyên gia chúng ta có thể giống như có một căn hộ khách sạn tiêu chuẩn 5 sao để chúng ta về thư giãn, sinh sống sau những cái giờ làm việc. Đối với anh chị Việt kiều thì Đường ý chúng ta sẽ có một căn hộ 5 sao và chúng ta sẽ thường xuyên bay dưới nước này và nước kia, thì chúng ta sẽ luôn có cái tổ ấm riêng của mình tại Việt Nam. Và đối với vợ chồng trẻ thì căn này quá tuyệt vời nha mọi người, diện tích lớn phù hợp với mọi nhu cầu. Bên đây không gian phòng khách thì chúng ta sẽ có được thiết kế với một chiếc tivi lớn, chiếc sofa bên này. Và đặc biệt tại Marriott thì sẽ sử dụng sen đá là quốc hoa của Việt Nam mình là chính trong đề co thiết kế. Rồi mà mọi người, đáng tiếc là chúng ta không thể cảm nhận hết được. Thường là bên Marriott họ sẽ đánh thức 5 giác quan chúng ta ha. Thì ở các căn hộ của Marriott thì tất cả đều là kính Louis 3 lớp nha mọi người, cách âm tuyệt đối. Nếu mà mọi người đang đứng ở đây giống như Đường thì mọi người sẽ cảm nhận được là không có một cái tiếng ồn nào á lọt qua được vào căn hộ của chúng ta cả. Rồi mời mọi người ra đây. Đó, mọi người thấy Đường chỉ cần mở cánh cửa này ra thôi. Đó, là chúng ta sẽ thấy được tiếng ồn bên ngoài liền. Rồi mời mọi người ra ban công. Ban công của căn hộ Grand Marina thì được thiết kế rất là rộng, dài. Chúng ta có khổ kính lớn nha mọi người. Nên mọi người thấy một ban công rất là dài nhưng mà chúng ta chỉ có 2 tấm kính thôi. Thì đây cũng là kính Louis 2 lớp ha, cách nhiệt, cách chống tia UV. Và ban công kính tại Marriott đó, thì họ thiết kế rất là cao để đảm bảo an toàn tuyệt đối nha mọi người. Và các căn hộ tại tòa Lake và mặt view này thì chúng ta sẽ có, thường sẽ có 3 view. Đầu tiên là phía đây mọi người sẽ thấy là chúng ta sẽ view được Thảo Cầm Viên này, chúng ta sẽ view về trung tâm thành phố nè, rồi chúng ta view qua phía đây thì chúng ta sẽ view sông Sài Gòn nè, view Bitexco, view cầu Ba Son rất là đẹp nha mọi người. Và đặc biệt là mọi người sẽ không thể tìm được ở một dự án nào ở Sài Gòn mà có khoảng cách giữa 2 tòa nhà xa như vậy. Khoảng cách từ tòa Lake của Grand Marina đến tòa C của Grand Marina lên đến 100 m nha mọi người. Nên khoảng cách là cực kỳ xa, nó có sự riêng tư cũng như là chúng ta sẽ tối đa được tầm view và thoáng nhìn ra bên ngoài. Hiện tại tòa Lake thì Grand Marina chủ đầu tư đã bàn giao nhà, mọi người mua mọi người có thể nhận nhà và ở ngay. Bên tòa C thì mọi người mua và sẽ nhận nhà vào tháng 12 này nhá. Rồi mời mọi người khám phá tiếp không gian trong nhà. Ok, bước vào nhà thì các căn hộ của Marriott, đặc biệt là Remina, thì bước vào đường luôn cảm thấy cái sự ấm cúng cho mọi người. Ánh sáng nó không quá sáng, chiếu đúng chỗ, không bị chói mắt. Các cái đồ nội thất hay là các tông màu đều nó rất là nhu và mình cảm giác rất là nhẹ nhàng khi bước vào. Ở căn hộ tại Remina chúng ta sẽ có hai hình thức bàn giao. Một là hoàn thiện nội thất căn bản, trần, tường, sàn, nhà bếp, thiết bị vệ sinh. Và một hình thức nữa là anh chị có thể chọn mua gói cam kết cho thuê và chương trình full nội thất ha, tặng nội thất, thì chúng ta sẽ có bàn giao full nội thất y chang như căn hộ mẫu như vậy luôn nha mọi người. Ở đây thì chúng ta sẽ có sàn gỗ công nghiệp với vân gỗ xoài nha mọi người, rất là đẹp với tông màu tối ha, sang trọng, không bị lỗi thời. Rồi mà mọi người khám phá tiếp không gian phòng tắm của căn hộ này. Phòng tắm thì chúng ta sẽ sử dụng thiết bị vệ sinh của Kohler ha, bồn cầu thông minh. Chúng ta sẽ ốp đá marble từ sàn nè, với vân đá muối Himalaya. Chúng ta có đá marble ở bồn rửa. Chúng ta có hệ tủ ha, hệ tủ chúng ta để mỹ phẩm hoặc là thực phẩm chức năng. Rồi bên đây chúng ta có chiếc bồn tắm. Thì căn này thiết kế đường thấy không, hợp lý nhất là cái bồn tắm này nè. Và bên thiết kế thì chắc họ sẽ thiết kế cho đủ theo tiêu chuẩn, chứ còn không gian bồn tắm này thì nó hơi chật. Chúng ta có thể đập cái bồn tắm này đi. Rồi đặc biệt là mọi người thấy ở trong nhà vệ sinh đó, thì Đường rất là thích không gian này, đó là cái ánh sáng ở nhà vệ sinh. Chủ đầu tư thiết kế rất là hợp lý nha mọi người, nó không quá chói, nó cũng không quá sáng, và khi mình soi gương ấy, cảm giác cái da mình, cái khuôn mặt mình nó luôn sáng và đẹp hơn. Rồi mời mọi người khám phá không gian phòng ngủ master của căn một phòng ngủ. Không gian mình phòng ngủ master ở một phòng ngủ này thì có diện tích rất là lớn nha. Chúng ta có chiếc giường king size nè. Khi bàn giao, chủ đầu tư sẽ bàn giao cái tấm gỗ ốp đầu giường này luôn để đảm bảo cái sự cách âm giữa các căn hộ khi mà chúng ta ngủ. Đây là một yếu tố rất là quan trọng đối với giấc ngủ của gia chủ. Rồi hệ tủ quần áo có full hệ thiết bị phụ kiện tủ quần áo nha mọi người. Và đặc biệt là ánh sáng trong tủ quần áo thì được thiết kế rất là tinh tế luôn. Nói chung là đi đèn led trong tủ quần áo thì nó là điều bình thường rồi ở Việt Nam mình, nhưng mà đi đèn led mà làm sao nó cho nó hắt ánh sáng vào bên trong để không chói ra bên ngoài, thì đây là một sự tinh tế được đánh giá rất là cao nha mọi người. Rồi phía đây thì chúng ta có một tầm view rất là đẹp ra bên ngoài nè. Và đặc biệt là tại căn hộ Remina Sài Gòn đó, thì một số cái chi tiết ảnh đó, thì Đường chia sẻ anh chị là hệ thống máy lạnh ha. Nó sẽ là hệ thống máy lạnh vòm ha. Đó là nghĩa là cái hơi máy lạnh nó sẽ đi vòng cung như vậy. Nó sẽ không ảnh hưởng đến giấc ngủ hay sức khỏe của chúng ta khi mà chúng ta ngủ vào ban đêm. Rồi hơi máy lạnh chúng ta sẽ có hệ thống lọc không khí ha, bằng than hoạt tính, và có hơi nước để không bị khô da khi mà chúng ta ở lâu trong căn hộ. Rồi cảm ơn anh chị các bạn đã cùng với Hải Đường tham quan căn hộ một phòng ngủ tại Grand Marina Sài Gòn. Và mình là Hải Đường đến từ Sun Home. Căn hộ này thì đang có giá trị khoảng 26 tỷ nếu anh chị thanh toán nhanh được chiết khấu maximum là 17,5%. Và có nhiều hình thức thanh toán khác linh hoạt với tài chính của anh chị. Nếu anh chị các bạn có nhu cầu sở hữu căn hộ này thì có thể liên hệ cho Hải Đường nha. Cảm ơn anh chị các bạn. Bye bye. Xin chào, hẹn gặp lại.